Yeah, ok, hello anh em, chúng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một con game mới. Và con game này có tên là Just Meet anh em ạ. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với mình cái new game đi. Đặt tên à? Tên thì chắc mình sẽ đặt tên của mình thôi. Đặt tên là Thành đi. Đấy, tên mình đặt Thành em ạ. Ok, đặt tên new. Order Thành nó đặt hàng một cây kiếm đúng không? Ok. Bây giờ mình sẽ ấn vào đây grab. Bây giờ đang mình chưa chơi game này nên bây giờ mình đang phải làm theo hướng dẫn. Rồi ta sẽ ấn vào cả cây kiếm. Đây, ta sẽ ấn vào đây. Và sau đó mình sẽ phải chọn cái copper đúng không? Mình sẽ cho vào và sau đó cái này phải kéo xuống à. Đây giống như kiểu là mình sẽ mình đang kiểu thổi lửa ấy đúng không? Còn bên này là mình sẽ kéo nó xuống. Kéo nó xuống thì nó đổ vào khuôn. Ok, mình đoán anh em cũng biết rồi nên là mình sẽ làm nhanh cái chỗ này thôi. Và bây giờ chúng ta đã có được một cái kiếm bằng đồng. Mình sẽ ấn vào đây. Phải ấn 17 phát đúng không? Ấn vào đây phát, ấn ở bên này. Đó, mình sẽ ấn toàn thân để cho nó sáng lên cả hai bên đi các bạn. Nghe đã thấy nó lấp lánh chưa? Rồi, vừa đủ. Cái này, chúng ta có một cái chuôi kiếm. Mình phải kéo nó ra anh em ạ. Ok, kéo nó ra rồi, perfect. Mình sẽ kéo cả cái này ra, nó đặt xuống đây luôn. Perfect luôn. Và kéo cả cái này ra đây và sẽ đặt vào đây. Đó, vậy là chúng ta đã có được một thanh kiếm đầu tiên. Mình sẽ click vào finish. Con lợn này đã nhận được cái thanh kiếm của mình. Và mình cảm thấy khá là mãn nguyện. Order, nó lại tiếp tục đặt một thanh kiếm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào đây để grab thanh kiếm đó. Và đây, chính xác là thanh kiếm chúng ta sẽ phải grab. Và mình chắc là sẽ vẫn dùng copper. Và tiếp tục. Quẩy lên. Rồi thổi lửa. Ui phun rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kéo nó xuống, đổ vào đây. Ý, đổ tràn ra luôn à. Đủ. What? Tại sao nó lại méo mó như này nhỉ? Tại sao mình lại đúc ra một thanh kiếm méo mãi lều vậy? Chắc là do vừa nãy mình đổ nhanh quá hoặc là gì đó. What the fuck? Mình không hiểu luôn. Tại sao lại có kiểu cái thanh kiếm mình trông lại sida như này? Nhưng mà không sao, trông nó cũng khá là đặc biệt đúng không? Biết đâu đấy cái người sử dụng nó sẽ là có được cái sức mạnh như quả kiếm của mình kiểu vậy, uốn lượn lắc lều ra. Rồi finish. giảm trọng lượng hơi kinh luận. Thầy nó bắt đầu đến đặt và nó lại đặt một thanh kiếm. Lần này thì chắc là mình sẽ làm hoặc là mình sẽ đổi đi, mình có thể đổi không? Mình có thể làm một thanh kiếm nó là từ nếu chúng ta mình sẽ thử các khác thì sao? Vẫn là 12 thôi đúng không? Ok, mình sẽ cho này vào. Còn chắc là bây giờ mình sẽ quẩy lên. Mắc rồi, ôi phun rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đổ. Mình nghĩ là mình sẽ đổ từ từ thôi. Đó, để rót như này đấy. Rót một cách từ từ để cho nó không tràn ra ngoài. Như vậy thì chắc là thanh kiếm của mình sẽ đẹp hơn chăng? Mình không chắc lắm. Đủ. Chuẩn luôn anh em ạ. Rót chậm thì sẽ có được ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung đập vào cái chỗ đầu này thôi anh em ạ. Mình sẽ đập vào chỗ đầu này. Đập ấy, nó sáng bốc lên luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vứt vào. Con game này cũng khá là dễ hiểu. Đấy, đặt vào đây. Đặt vào đây luôn ạ. Đó. Và chúng ta đã hoàn thành được một cây kiếm. Đây là cái kiếm bị sáng đầu anh em ạ. 100% luôn ạ. Wow. Kế bồn. Và chúng ta đã được thưởng rất nhiều tiền. Mình đã được bonus cho 26. Mình cứ gọi đấy là tiền đi nhá. Chúng ta cứ gọi đấy là tiền đi cho nó lành đi đấy. Mình sẽ phải làm gì? Nhặt. Quất nó anh em. Quất nó, được rồi. Những cây kiếm thần thánh. Mày này rơi cà phê. Rơi cà phê. Đấy, con này rơi sắp chết anh ạ. Quất nó đi. Quất mày bướng. Bây giờ sẽ đánh tiếp. Ui kia. Đồ của mình. Con gì đấy? Mày này. Nhổ. Mày này. Mày này. Không biết là mình có sử dụng được skill không. Mày. Ui ôi. Nó bay đầu luôn ạ. Yes. Chúng ta thắng được. Và bây giờ mình sẽ lấy lấy đồ ở lại một con rơi nữa.
Mày rơi cà ve, rơi cà ve. Ui dồi ôi, thôi chết được rồi, chạy chạy. Sau khi mà chúng ta đã đánh được cần xong thì mình sẽ lại chạy đi anh em ạ. Ở đây là một newbie, mình được 8 kinh nghiệm và được thưởng 39 tiền. Cái này là đồng đó, 8 cọng đồng, và mình có một vài cái hình như đây là cái phụ kiện đúng không? Cái gì này? Chúng ta sẽ đến với ngày thứ hai. Ngày thứ hai thì mình sẽ chế tạo cung. Ok, mình đã vừa tạo ra được cây kiếm gần như là full tất cả các chỉ số. Và bây giờ thì mình đã nhận ra là mình có một cái rất là ngu, đấy chính là chúng ta không nên chúng ta không nên chỉ là đập vào mỗi cái đầu anh em ạ. Mình nên đập toàn thân để cho cây kiếm được mạnh hơn. Ok, đấy là một cái mà mình rất ngu, bây giờ mình mới nhận ra. Rồi, tuyệt vời. Đánh đi, đúng rồi, chết đi. Rồi, ok, sau khi mà mình đã nhận ra lỗi lầm đó thì bây giờ mình đã quất chết được một con ML này. À được rồi, con rắn cắn con chim. Tiếp tục mình sẽ quất chết con rắn này ngay lập tức. Em hãy tin mình. Úi dồi ôi. Nó có cái skill gì đấy. Chúng ta đã giết được 3 con rồi. Úi kì. Đồ của mình. Nó hình như là có vừa có một cái skill, đó chính là skill chọc đít đúng không? Hình như nó vừa chọc đít thì mình sẽ. Còn một thằng đã bị gãy kiếm rồi. Hai thằng, ba thằng, ôi thằng xuống mày. Gãy kiếm đồng loạt vậy. Không sao, mình đã nhận ra cái sai lầm của mình, nên là từ đây thì mình sẽ sửa cái sai lầm đó anh em ạ. Chúng ta đã có được cái mới, chính là cái cung. Chúng ta đã có được cung rồi, tuyệt vời ông mặt trời. Và bây giờ thì sao đây? Lại nghe thằng này báo cáo, chúng ta có một con ong, một con cây hoa thịt, một con nghệ, một con rơi. Chúng ta còn 4 con. Và bây giờ các bé xông vào nào. Người chim anh em ạ. Rồi người chim. Mình sẽ craft cái chắc chắn là cái người ta gọi là cái gì nhỉ? Nhận lại quên tên của nó. Ok, mình sẽ gọi là cái cung đi. Đúng rồi. Đây, mình sẽ làm cái này. Thổi lửa. Please. Ok. Rồi nó sẽ đổ rất là nhẹ nhàng tình cảm cho anh em ạ. Đó. Đổ rất là kiểu từ từ thôi. Đấy, kiểu từ từ. Rồi. Để xem nào, lần này thì chúng ta sẽ rồi mình sẽ kéo ra mà. Rồi kéo ra như này. Nụ ngựa. Mình có thể chỉnh lại một chút chỗ này. Tại vì cái dây nó chưa được căng lắm. Đấy, mình nghĩ là cái dây nó thẳng như này thì sẽ tốt, tại vì mình chưa chế tạo cái này bao giờ cả. Cái này sẽ đặt vào đâu? Đặt vào đây à? Rồi. Đấy, mình sẽ đặt kiểu tử tế một chút. Ok. Và bây giờ mình sẽ vứt cái này. Cái này là chế tạo mũi tên đúng không? Rồi, perfect. Cái này là đít của mũi tên này. Perfect. Chúng ta đã có cung đầu tiên. Finish. Để xem nào. Để xem các chỉ số như nào. Cũng được anh em ạ. Chúng ta sẽ làm cái dây thật là thẳng. Order. Hello pitch. Grab, mình sẽ grab cái cung trước. Mình sẽ để lại cái kiếm đi. Mình sẽ để lại đồ để làm cái kiếm. Đây là mình sẽ làm cái cung bằng cái này. Rồi, mình cứ thử đi. Thì mình chưa thử bao giờ cả, nên là mình cứ thử như thế. Mình sẽ thử làm một cái kiếm. Mình sẽ đập nó thật là đẹp. Ok. Tại vì vừa đấy mình hơi sai lầm là do cái việc đập kiếm như vậy, nên là mình muốn thử sửa lại. Để xem là chúng ta làm vật liệu mới thì nó sẽ như thế nào. Rồi, giờ mình sẽ để lên như này. Mình sẽ kéo lên như này. Đủ quá. Rồi, mình sẽ để cho dây thật thẳng đấy nha bạn. Thì có thể là cái dây nó hơi căng một chút nên thì nó sẽ mạnh hơn sao. Mình không chắc lắm. Đây là mình sử dụng cái này đi, cái này đẹp vãi. Mình vừa nhặt được cái đấy anh em ạ. Thật sự nó rất là đẹp luôn đấy. Perfect. Trông khá là đẹp đúng không? Tên. Tiếp tục nào. Tiếp tục với một con lợn. Order một cái kim. Rồi mình sẽ làm một cái kim. Rồi mình sẽ làm một cái kim. Ok. Quẩy lên. Quẩy thật mạnh vào. Đúng rồi. Đổ xuống. Bây giờ chúng ta sẽ làm từ từ thôi. Từ từ bình tĩnh. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đập.
Bây giờ mình đang rất là khôn, mình không đập ở ngoài nữa. Đập. Sao lại cứ gót vậy? Crit đi, đúng rồi, crit. Mình đã nhận ra là nếu chúng ta để sâu sâu vào một chút thì mình sẽ đập được nhiều crit hơn. Còn không biết làm như thế nào để đập perfect anh em ạ. Ủa, cái mới kìa. Cho luôn cái mới đúng không? Cho luôn cái mới cho đúng không? Finish. Ồ, gần full luôn. Rồi, bây giờ mình rất là tự tin rồi, chúng ta sẽ đi đánh mấy kia. Time bonus. À, thì ra là càng nhiều thời gian chúng ta làm nhanh thì mình được thưởng càng nhiều tiền. Mình đã nhận ra rồi. Do là lần đầu chơi nên anh em có nhiều cái mình chưa biết. Ui dồi ôi, thế bôn. May này, ôi, mình bắn mấy phát nó gần chết rồi. Nó gần bằng luôn rồi. May, bắn nó đi, bắn nó đi. Rồi, đánh nó. Ui, mình được cái đồ kia, mình có đồ kia, có đồ. Ui dồi, ra nguyên liệu mới rồi anh em ạ. Ra nguyên liệu mới rồi. Ngon, dream. Bắn đi cấp bé. Rồi, bắn đi cấp bé. Ok. Chúng ta sẽ đánh nó con nhện. Quá nhiều đồ anh em ạ. May này. Ui phê. May. Ui ôi. Quả này mình sẽ đánh được 4 con. Có thể là mình sẽ giết được 4 con luôn anh em ạ. Con rơi này khủng này. Rơi ML. Nhà sóng âm mà ghê vậy. Rơi ML này. Rơi này. Cố lên. Nó chỉ cần nửa máu thôi. Rồi. Úi dồi ôi. Đánh đi. Úi dồi. Một chút nữa là mình đã có thể giết được cả 4 con rồi. Hơi phí nha mẹ. Hơi tiếc một chút thôi. Ui cái gì đây. Mình có một cái mới nữa chứ ạ. Chưa kích đắp. Ok, chúng ta đã có được một cái vũ khí mới. Bây giờ chúng ta có thể mua được thêm đồ đấy anh em ạ. Đây, chúng ta có thể vào shop và mua đồ. Mình đang có 268 tiền đi. Mình gọi là tiền. Và ở đây chúng ta có rất là nhiều thứ để mua này. Arrow. Đây là mũi tên. Đó. Cái Gris là trong cái nắm của cái tên, của cái cung đúng không? Cái này cái gì đây? Mình không thể đọc được nó. À đúng rồi, cái ngách kiếm. Đúng rồi, Caps là cái gì? Caps là gọi là cái chuôi cuối cùng của cái kiếm, Ores. Ok. Rồi, thì tạm thời video này sẽ kết thúc đây thôi. Và video sau chúng ta sẽ tiếp tục chế tạo những vũ khí và đi hành hiệp trượng nghĩa. Ok, còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em video sau.